Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Mấy bữa nay bị dịch cúm, nên là không dịch cúm chứ phải dịch Covid đâu nha quý vị, nên là không có lên sóng được, không gặp được quý vị. Và hôm nay Bi sẽ giới thiệu quý vị một số hàng về bên Bi rất là nhiều, nhưng mà mẹ của em chưa có thời gian qua video. Hôm nay Bi sẽ quay một số món hàng quý vị xem. Đầu tiên Bi sẽ giới thiệu quý vị loa bút xeo của hãng Victor với model là SX300 nha quý vị. Đôi loa này nó có chiều cao là 38, chiều rộng 20 và chiều sâu 23. Nó gồm một loa bass 18 và một loa jack đen. Và cái dòng này nó không tháo lưới được nha quý vị, không tháo lưới được nè, cứng ngắc luôn, không tháo được nha. Và mức giá Bi cũng bán với mức giá là 3 triệu đồng cho một đôi loa mini như thế này. Chúng ta để trong phòng ngủ, đi kệ sách rất là tiện. Ai thích thì liên hệ với Bi để sở hữu cái đôi loa này. Đôi loa này một bên loa nó bị tróc cái miếng này một đường rồi quý vị ạ. Nó lòi lấy bên trong đây nha. Đây, nhưng mà Bi không có mong má gì, lại Bi cứ để vậy Bi bán thôi. Rồi và tiếp theo là một cái loa Infinity này thì cũng bán rất là nhiều bên Bi. Model là SM125 nè. Đây, bán rất là nhiều cặp rồi. Nó còn một loa bass 30, một loa mic và một loa jack polycell. Dòng Infinity này thì chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Công suất của nó là 250W trên một loa như vậy. Độ nhạy của nó rất là cao. Độ nhạy của nó là 100dB đúng quý vị ạ. Trở kháng của nó là 8 ohm. Tem lưới còn đầy đủ hết nha. Bây giờ mình sẽ đo cái thông số, cái kích thước của cái đôi loa Infinity này xem. Nó có chiều sâu là 32, chiều rộng là 37 và chiều cao là 89,5 nha quý vị, rất là cao. Và cái đôi loa này nó cũng còn rất là đẹp quý vị ạ, rất là đẹp, thùng vách còn rất là ok, lỗ thông hơi nó nằm ở phía sau nha. Và đôi loa này cũng giống như đợt trước, Bi bán mức giá là 12 triệu đồng cho đôi Infinity model SM125. Đem lưới còn đầy đủ nha quý vị. Ai thích vừa nghe nhạc vừa karaoke thì cặp loa này là nó đáp ứng được cho quý vị nè. Rồi và tiếp theo là một đôi loa nữa. Đôi loa này là đôi loa Sony Vega nha quý vị. Model là AT12. Bass của nó là 3 tấc, một trâu và một jack và titanium. Dòng này thì dòng Sony của quý vị cũng biết là chúng ta cũng vừa nghe nhạc và vừa karaoke được. Đôi loa của Bi thì tương đối thôi chứ không phải gọi là đẹp xuất sắc, tại vì Bi không có mong má gì lại nên là nó không có đẹp phải là xuất sắc đâu. Máy này bệnh quá nên không có làm gì được, nên không có, cứ để vậy bán luôn thôi, cái chặt già lắm rồi. Đây, màng của nó bằng giấy này, găng này là găng nguyên riêng của nó luôn nha quý vị. Nó vừa có một cái phiên bản găng màu đen và một cái vừa phiên bản găng màu cam nữa. Găng bên đó về luôn là như vậy, nó có núm căn chỉnh nè. Công suất của cái dòng AT12 này, dòng AT12 này thì nó quá nổi tiếng rồi. AT12, AT15 thì quá nổi tiếng quý vị rồi. Dòng này nó có trở kháng của nó là 6 ohm. Rồi dạy của nó là 97dB nha quý vị. Và công suất của nó là 200W trên một thùng. Bây giờ Bi sẽ đo cho quý vị xem. Bao riêng tuyệt đối nha, chưa sửa chữa, chưa đụng chạm gì luôn. Nó có chiều cao là 77 nha. Chiều ngang của nó là 42. Và chiều sâu của nó là 32 nha quý vị. AT15, Sony Vega AT15. Lâu lắm rồi Bi mới về dòng Sony này. Nếu như anh như bác nào có xem thì hãy liên hệ với Bi sớm nha. Dòng Sony này cũng có lỗ thông hơi, lỗ thông hơi của nó nằm phía sau nha.
Nhưng bây giờ nó chặt quá, bên không có quay phía sau quý vị. Không quá thì còn rất là ok, không có lỡ nếp gì nha quý vị. Của cái thùng này thì có trầy một xí đây, trầy cái này thôi chứ còn không bung nữa gì nha, còn nguyên nhất nha. Và mức giá Vy bán cặp Servin Vega AT15 mức giá là 17 triệu đồng, 17 triệu đồng nha quý vị. Rồi và cuối cùng Vy giới thiệu quý vị một cái sub Calip. Sub Calip một thương hiệu quá nổi tiếng của Mỹ rồi, quá nổi tiếng quý vị nha, được sản xuất tại Mỹ nha. Dòng Calip này và nó có hai loa bass luôn. Bass dòng này là phía trước và phía sau. Loa bass phía trước là bass thật, bass phía sau là bass cộng hưởng nha quý vị. Hai loa bass 30. Lần đầu tiên đi bán cái sub mà nó có hai loa bass lớn như vậy quý vị ạ. Nặng cực kỳ nặng luôn. Cái này mà quý vị mua về karaoke hay là nghe nhạc thì quá là tuyệt vời. Đây là bát phía sau của nó. Đây đang quay cái cổng đường vào đường ra của nó, quý vị nhìn nè. Model của nó là SW12 nha quý vị. Cái sub này của hãng Calip là SW12. Quý vị nhớ nha, bát phía sau là bát cộng hưởng nè, nâng cao sâu, còn bát phía trước là bát thập. Hai bát 30. Và mức giá bị bán là 9.500.000. 9.500.000 cho một cái sub Mỹ nha quý vị, hai bát luôn. Đánh rất là dữ. Thì hôm nay Bi có mơ thì nó hàng để giới thiệu quý vị, thì mai mốt tiếp tục Bi sẽ lên video nữa. Đỡ bệnh thì Bi sẽ lên video để bị giọng. Hôm nay nó nếu hôm nay bị cảm thì nó bị ho khàn quá, nên mình nói cho quý vị nghe cũng không rõ nên không có giới thiệu với quý vị nhiều. Còn ai thích cái nào thì nhớ alo cho Bi, còn Bi sẽ test nhạc ở những video tiếp theo quý vị. Quý vị nhớ nha, nhớ mà xem video hết để biết mức giá và thông số model của từng loại nha quý vị. Vy rất cảm ơn, và ai đang xem video của Vy thì nhớ một lượt đăng ký nữa cho quý vị và nhớ một lượt chuông nha. Xin chào.